Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên bên Facebook của Phong đang có vấn đề không phát livestream được, cho đó chỉ ra đành phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì một vấn đề mà rất nhiều người Việt chúng ta quan tâm, và đặc biệt là vấn đề của Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, trong thời gian gần đây, liên tục có những cái tin tức được đưa ra cho thấy là Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các cái điện, ga, nước, vân vân. Hacker của họ tấn công. Thứ hai là tăng cường mạng lưới hoạt động gián điệp của họ qua nhiều hình thức khác nhau. Và thứ ba, tìm cách đánh cắp tất cả những tài sản trí tuệ, những bí mật quân sự và kể cả những cái nghiên cứu của Hoa Kỳ một cách ráo riết, và nó dường như nó được tăng cường hoạt động trong suốt 2 năm qua, hay còn nói cách khác là 3 năm qua. Và có lẽ như Bắc Kinh đã bắt đầu ngửi được cái mùi là tách rời khỏi Hoa Kỳ. Và quý vị, do đó lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trước khi đi vào cái phần phân tích này thì tôi sẽ đưa quý vị một số những bản tin mà chúng ta có trong thời gian gần đây. Quý vị, đầu tiên hết là một cựu kỹ sư của công ty Google đã bị bắt giữ vì việc đánh cắp cái kỹ thuật về AI, tức là trí tuệ nhân tạo, những bí mật này cho phía của Trung Quốc. Trong đó thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã loan báo là họ đã đưa ra cáo trạng với một người gốc Trung Quốc 38 tuổi, sinh sống là cư dân của California, cáo buộc đánh cắp những cái tin tức được xem là quan trọng từ công ty Google khi mà ông ta làm việc cho hai công ty của Trung Quốc. Ông này có tên là Lin Wending, còn có cái tên gọi là Leon Ding, vốn là cựu kỹ sư của công ty Google, đã bị bắt giữ ngày 6 tây tháng 3 năm 2024 bởi vì ông ta đã chuyển những cái bí mật về thương mại nhạy cảm của công ty Google và một số những cái thông tin bảo mật khác từ cái hệ thống của Google vào cái chương mục cá nhân của ông ta, và bí mật tìm cách đưa ông ta làm việc với ít nhất là hai công ty có trụ sở ở tại nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Và quý vị, ông này được xem là một trong những nhân vật mà tôi có thể nói rằng là ông ta gốc Trung Hoa, tức là ông ta là kỹ sư từ Trung Quốc và ông ta được thuê mướn bởi công ty Google, và ông ta là một cư dân sinh sống tại California. Ok quý vị. Bên cạnh đó thì DOJ, tức là Bộ Tư pháp, cũng cáo buộc một phân tích gia của lục quân Hoa Kỳ đã bán những bí mật quân sự cho phía của Trung Quốc. Quý vị, DOJ tức là Bộ Tư pháp, một phân tích gia tình báo của lục quân đã bán các cái bí mật quân sự cho cái phía Trung Quốc. Một binh sĩ của Hoa Kỳ trong lục quân đặc trách về vấn đề phân tích tình báo đã tốn gần 2 năm để mà bán tất cả những cái tài liệu nhạy cảm qua phía của Trung Quốc liên quan tới vũ khí và cái chương trình phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ, cũng như là các cái tài liệu có liên quan tới vấn đề bảo vệ cho Đài Loan, theo tường trình của Bộ Tư pháp đưa ra vào ngày thứ Năm với 6 cáo trạng liên bang. Ông này có tên là Corbin Shu, đã bị bắt giữ vào ngày thứ Năm ở Fort Campbell tại Kentucky và bị truy tố tội tích tụ, chuyển và là làm mất những cái tin tức của Bộ Quốc phòng và tham nhũng trong cái vai trò là nhân viên của chính phủ và âm mưu bất hợp pháp xuất cản một số những cái bài viết liên quan tới quốc phòng qua Trung Quốc, và ít nhất có 3 cáo trạng liên quan tới vấn đề này. Và ông này vốn là một sĩ quan đặc trách về phân tích tình báo, được nằm trong cái đơn vị 506 của Hoa Kỳ. Quý vị, đây là cái cáo trạng thứ hai nhắm vào một sĩ quan của Hoa Kỳ, và trước đó là một kỹ sư của Google. Bên cạnh đó thì quý vị, phía của Quốc hội Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra để tìm kìa hiểu về tình trạng mà những cái crane, tức là những cái cần cẩu được sử dụng trong các nhà kho và các bến cảng sản xuất từ Trung Quốc, đã tìm cách gọi là hoạt động gián điệp ở trong cái hệ thống liên lạc của các cái hệ thống crane này ở trong các bến cảng Hoa Kỳ. Hoạt động gián điệp đã được điều tra và cho thấy rằng là nó phát hiện ở trong cái hệ thống liên lạc do các cái crane do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng tại các bến cảng tại Hoa Kỳ.
Và đây là bản báo cáo của tờ Wall Street Journal nha quý vị. Và một cuộc điều tra của Quốc hội nhắm vào một công ty sản xuất Trend, tức là cần cẩu cho các cái hàng hóa, tức là cho các cái cargo, tức là những cái container phát được khai triển ở trong tất cả bến cảng trên toàn quốc Hoa Kỳ, đã được phát hiện là cái hệ thống liên lạc của họ không phải chỉ là bình thường, mà trong đó họ phát hiện ra sự hoạt động gián điệp này và có thể sẽ có những cái tiềm năng đe dọa tới an ninh quốc gia. Và việc mà lắp đặt tất cả những cái crane này là trong cái trường hợp tương tự như là những cái modem của các cái hệ thống liên lạc, và theo tường trình Quốc hội trong các cái tập tài liệu cho thấy rằng là họ đã tìm kiểm soát và hoạt động Quốc hội, và phát hiện này đã được đưa ra bởi các nhà lập pháp, trong đó đã có báo cáo trước đây lo ngại về của Washington về cái vấn đề an ninh của các bến cảng từ Trung Quốc, và Ngũ Giác Đài cũng như là cơ giới chức tình báo và một số cơ quan khác dưới chính quyền Joe Biden đã gia tăng báo động về tình trạng đe dọa vào cái việc hoạt động gián điệp từ các cái crane do cái công ty gọi là GPMC, tức là một công ty sản xuất crane có trụ sở tại Trung Quốc mà gần như 80% đang được sử dụng trong các bến cảng tại Hoa Kỳ. Ok quý vị, đây là những cái bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra, và những cái bản báo cáo này cho thấy là Bắc Kinh đang tăng cường rất nhiều những cái hoạt động gián điệp qua nhiều hình thức khác nhau, từ thương mại, quân sự cho tới việc mà gọi là lấy tất cả những cái thông tin từ những cái sản phẩm họ sản xuất. Quý vị, trước hết thì tôi phải nói tới cái cách lấy thông tin. Thì quý vị, những thông tin này nó đe dọa tới an ninh quốc gia. Trong đó thì những cái sản phẩm mà sản xuất từ Trung Quốc, ngoại trừ cái trang app TikTok đang bị Quốc hội chuẩn bị buộc công ty ByteDance là có 165 ngày phải thoát vốn ra khỏi công ty TikTok. Nếu như không, họ sẽ cấm TikTok tại Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì nó gây tác hại tới cái xã hội của Hoa Kỳ và gây hại an ninh quốc gia. Khi mà có cái trang TikTok này, các nhân viên của ByteDance, tức là công ty mẹ ở Trung Quốc, có thể xâm nhập vào chương mục của các người sử dụng tại Hoa Kỳ. Và điều này có nghĩa là cơ quan mật vụ tình báo và cơ quan phản gián của Trung Quốc cũng có thể xâm nhập được, bởi vì công ty ByteDance nằm tại Bắc Kinh và nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, đây là hình thức thứ nhất mà họ lấy các thông tin dữ liệu của người dân Hoa Kỳ thông qua cái trang app video TikTok. Điều thứ hai là một số sản phẩm của Trung Quốc trong đó sẽ gây nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cơ quan FCC trước đây đã buộc tất cả những cái phone mà có những cái đồ phạt ở trong đó, gồm những cái bo điện tử hay là những cái con chip nhỏ mà được sản xuất bởi phía Trung Quốc là phải lấy ra hết ở trong tất cả cái hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ, trong tất cả các cái mobile phone, là bởi vì ở trong đó họ lắp đặt những con bớt, tức là những cái con chip rất là nhỏ để mà có thể ăn cắp được thông tin. Thì quý vị, trước đây FCC đã ngăn chặn rồi. Tuy nhiên còn có hai sản phẩm mà Trung Quốc có thể lấy thông tin một cách công khai luôn quý vị, và nó rất nguy hiểm. Thứ nhất là cái drone mà quý vị thường dùng để điều khiển mà bán ở trong các cái cửa tiệm của Hoa Kỳ, từ Fry cho tới Best Buy hay là một số những cái cửa hàng mà bán về các cái drone đó quý vị. Nó có tên là DJI. DJI là cái công ty sản xuất drone lớn nhất của thế giới của Trung Quốc. Và công ty này có trụ sở đặt tại Quảng Châu ở Thẩm Quyến. Và gần như tất cả các cái drone mà cá nhân sử dụng, những cái drone nhỏ như vậy mà quý vị có gắn camera trên đó đó quý vị, thì nó được sử dụng bởi cái thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên trước đây một số những nhân viên làm việc trong cơ quan công lực của Hoa Kỳ cũng sử dụng những cái drone này, và nó là điều nguy hiểm. Lý do thứ nhất, khi mà quý vị mua cái drone về, muốn điều khiển cái drone, quý vị phải download cái trang app của DJI xuống, và trong cái trang app này yêu cầu quý vị cung cấp thông tin về email, password và địa chỉ hay là một số những cái thông tin cá nhân của quý vị trước khi mà quý vị bắt đầu điều khiển cái drone này. Thì cái trang app đó nó sẽ hỗ trợ cho cái drone, và muốn điều khiển cái drone toàn diện thì quý vị phải ghi danh với lại công ty DJI, và tất cả những thông tin này đều được giữ tại Quảng Châu, đều được giữ trong tất cả những cái server của công ty DJI. Và điều này có nghĩa là cơ quan mật vụ của Trung Quốc, cơ quan tình báo hay cơ quan phản gián của Trung Quốc có thể xâm nhập được. Lý do là bởi vì luật của Trung Quốc rất rõ ràng là họ buộc tất cả những công ty đó
là phải có trách nhiệm cung cấp những thông tin cần thiết cho những cơ quan này nếu cần thiết. Có nghĩa là cơ quan mật vụ có thể lấy tất cả dữ liệu của quý vị. Ví dụ như tôi mua một cái drone, tôi dùng vui chơi với gia đình trong nhà, quay những cái cảnh mà tôi thích ở trên cao quay xuống. Thì quý vị, tôi phải ghi danh với lại công ty DJI qua cái trang app của họ. Thì tất cả những thông tin của tôi họ giữ ở cái server ở Trung Quốc. Và nếu mật vụ Trung Quốc hay là tình báo Trung Quốc họ muốn lấy thông tin của tôi, họ chỉ cần gọi cho công ty DJI là họ cung cấp đầy đủ hết rồi. Đây là cái nguy hiểm đe dọa tới sinh mạng và dữ liệu của người dân Hoa Kỳ cũng như là an ninh quốc gia. Tương tự như vậy, những cái crane, tức là những cái cần cẩu, mà 80% những cái cần cẩu này đang được sử dụng ở các bến cảng, các nhà kho của Hoa Kỳ đều sử dụng cái crane sản xuất từ Trung Quốc bởi vì giá nó rẻ so với những cái crane được sản xuất tại Mexico hay tại Hoa Kỳ. Tại vì giá nó rẻ ít nhất là 5 cho tới 10 lần. Cho đó thì các cái bến cảng, các cái nhà kho vì ham rẻ, trước đây họ mua những cái crane của Trung Quốc để sử dụng. Kể cả những cái forklift, tức là những cái xe mà forklift đó quý vị, mà Trung Quốc sản xuất đó, thì tất cả những cái này đều phải tương tự như DJI là phải ghi danh cái trang app của họ. Đặc biệt là cái crane này á, ở trên cái máy crane mà điều khiển cái cần cẩu đó quý vị, nó có cái hệ thống liên lạc. Tức là ở trên quý vị, ở trên cao quý vị lái cái crane thì quý vị đâu có thể chỏ mỏ xuống kêu người ở dưới mà hét lên như vậy. Nó có cái walkie talkie dính với cái crane. Walkie talkie là cái hệ thống liên lạc của quý vị cầm và ở dưới mặt đất để mà có thể điều khiển cái crane này. Nhất là những cái tàu chở hàng, khi mà quý vị chuyển từ những cái container từ ở trên tàu xuống dưới bến cảng hay từ bến cảng lên trên tàu là họ sử dụng những cái crane này, những cái nó gọi là những cái cần cẩu này. Thì quý vị, những cần cẩu này là 80% được sản xuất từ công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và công ty này, khi mà quý vị mua những cái crane đó, thì quý vị phải ghi danh hàng loạt tất cả những cái thông tin cần thiết. Công ty quý vị tên gì, ai đứng tên, ai là người chịu trách nhiệm, và email, điện thoại và tất cả mọi thứ cần thiết khác đều phải cung cấp trước khi mà quý vị có thể sử dụng toàn bộ cái hệ thống crane này khi quý vị mua về. Do đó quý vị, bây giờ Trung Quốc lại hoạt động gián điệp ở trong cái hệ thống gọi là liên lạc này, tức là họ lấy được những âm thanh. Và thứ hai nữa quý vị, thì cái crane bây giờ nó có đời mới, nó gắn có camera nhỏ, thì cái người ở dưới mặt đất có thể nhìn thấy được cái góc nhìn của cái crane khi mà nó pick up cái container lên. Thì quý vị, tất cả những hình ảnh và tất cả những âm thanh này đều được lưu trữ trong cái server của công ty ở Thượng Hải. Đều được lưu trữ hết, cũng giống như cái drone. Tất cả hình ảnh quý vị thu, ví dụ như là tôi đưa cái drone lên cao, tôi thâu xuống, thì tôi có được cái hình ảnh đó, nhưng cái hình ảnh đó nó cũng chuyển về Trung Quốc trong cái server của công ty DJI. Thì tương tự như vậy, cái crane này nó cũng sẽ chuyển về Trung Quốc. Có nghĩa là Bắc Kinh có thể thấy được tất cả những cái hình ảnh đó, kể cả những cái khu vực được xem là rất nhạy cảm của Hoa Kỳ, dọc theo biên giới, hay là những cái drone mà nó gần những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, rất là nguy hiểm. Do đó quý vị, chính vì vậy chúng ta mới gọi là đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây là cái cách ăn cắp thông tin thôi quý vị, của Bắc Kinh đối với dữ liệu người dân Hoa Kỳ, và những cái hình ảnh, những cái âm thanh và những cái chi tiết dữ liệu đều bị lưu trữ ở Trung Quốc. Và họ có thể có được tất cả những thứ này. Nói tóm lại là nó giống như một cái bản đồ. Trung Quốc có thể nhìn thấy được tất cả những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Thì cái đó là đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là number one. Number two là quý vị, Bắc Kinh trong cái xu thế gần đây, họ thấy được cái chủ trương diều hâu của Đảng Cộng Hòa và có khuynh hướng Đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát hành pháp lẫn lập pháp trong mùa bầu cử tới. Tức là cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây là phía Đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát lại lưỡng viện quốc hội và kể cả ghế hành pháp. Thì quý vị, với cái chủ trương mà Bắc Kinh gọi là China Hawk, tức là diều hâu với Trung Quốc đó, của các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, thì họ thấy được cái xu thế tách rời các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ra, kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao. Thì quý vị, đó có cái xu thế tách rời ra. Thì quý vị, do đó Bắc Kinh trong giai đoạn này họ tăng cường hoạt động về gián điệp. Ngoại trừ cái việc đánh cắp thông tin tôi vừa giải thích, họ sử dụng luôn tiền bạc để chiêu mộ
những người gốc Hoa ở tại Mỹ và kể cả những người Mỹ trắng làm việc trong những cái công ty, những cái nơi quan trọng đó, giống như cái bản cáo trạng quý vị vừa thấy là cái làm việc cho công ty Google là cái ông đó gốc Hoa. Ông ta là kỹ sư từ Trung Quốc được thuê mướn bởi Google qua Mỹ làm việc ở tại California. Thì coi như ông ta là một thường trú nhân ở California. Nhưng mà ông ta đã âm thầm lấy tất cả những cái bí mật của công ty Google, đặc biệt trên lĩnh vực AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Ông ta collect lại và ông ta chuyển qua cho hai công ty mà ông ta đang làm việc tại Trung Quốc một cách bí mật. Thì quý vị, họ bắt đầu ăn cắp tất cả những sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ thông qua những cái nhân vật mà họ chiêu mộ. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là gì? Các công ty bây giờ họ mướn người phải cẩn thận, nhất là những người gốc Hoa. Tại vì sao quý vị? Những người này dễ bị chiêu mộ bởi cái tinh thần dân tộc. À, anh là người gốc Hoa mà. Thì quý vị, rồi họ offer những cái tiền bạc rất là nhiều, những cái cơ hội rất là nhiều, thậm chí cho họ những cái vai trò rất quan trọng trong những công ty lớn ở Trung Quốc, để họ ăn cắp tất cả những cái tài sản trí tuệ và những bí mật thương mại của những công ty Hoa Kỳ. Thì quý vị, chúng ta thấy rồi, bây giờ không những là người gốc Hoa, mà cái người vừa bị bắt ở tại Fort Campbell đó, ông này là người, quý vị thấy cái họ, ông là gốc Đức. Tức là ông là một người Mỹ trắng, ông là sĩ quan phân tích tình báo của lục quân Hoa Kỳ. Ông ta đã đánh cắp tất cả những cái bí mật liên quan tới cái hệ thống hỏa tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ và những cuộc tập trận của Hoa Kỳ cung cấp cho Trung Quốc. Có nghĩa là cái giá mà Bắc Kinh trả cho ông ta rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền để ông ta làm cái vai trò này. Thì quý vị, bây giờ ông ta bị bắt rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng là Bắc Kinh trong cái giai đoạn họ thấy cái xu thế tách rời này và họ còn thiếu thốn nhiều thứ. Do đó ăn cắp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chôm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây là cách mà Trung Quốc đang làm. Thì điều này cho chúng ta thấy rõ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái nền kỹ thuật bây giờ tại Trung Quốc là nền kỹ thuật ăn cắp. Kể cả họ đang tìm cách đi trước thế giới về cái AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà cái nền tảng của cái trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc đang phát triển, nó dựa trên cái nền tảng của sự sáng tạo tại Hoa Kỳ. Và quý vị, AI là gì? Trí tuệ nhân tạo. Nó là một cái hệ thống tổng hợp tất cả thông tin và đưa ra cái câu trả lời nhanh nhất cho những người dùng và những người sử dụng. Hoặc là nó sẽ đưa ra những cái đo đạc hay là những cái gì chính xác nhất. Thì quý vị, do đó Trung Quốc dùng cái mặt trận ăn cắp thông tin. Tại vì bây giờ làm chủ những cái thông tin trên toàn thế giới, phải nói đứng đầu là công ty Google. Bởi vì công ty Google có cái hệ thống Gmail. Gần như là 4 tỷ, 5 tỷ người dùng trên thế giới đều dùng cái hệ thống Gmail của Google. Thứ hai là công ty Apple, là sản xuất cái phone đó. Thì quý vị, tất cả dữ liệu đều nằm ở đây. Do đó Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu để tăng cường cho việc phát triển AI ở tại Trung Quốc. Và cái tôi gọi là cái code, tức là cái mã số để mà có thể phát triển cái AI đó, những cái mã số cốt lõi đó quý vị, Trung Quốc không làm được. Nó phải dựa trên một cái nền tảng nào đó là cái code, cái cốt lõi của cái AI. Thì quý vị, bây giờ nó đánh cắp cái code này. Nó đánh cắp cái code này để nó có thể phát triển được AI tại Trung Quốc. Tức là cái sự, chúng ta thấy được rõ ràng cái sự phát triển kỹ thuật của Trung Quốc vẫn dựa vào cái nền tảng căn bản kỹ thuật của Tây Phương. Họ không có. Nhưng mà bởi vì ăn cắp cho nên không đủ. Bây giờ do đó quý vị, bây giờ sắp sửa tách rời ra, có nghĩa là xu thế các công ty Hoa Kỳ sẽ phải rời khỏi Trung Quốc trong tương lai. Và tất cả những cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ bị giảm bớt đi, thậm chí là cắt đứt luôn. Thì lấy gì ăn cắp đây? Do đó, trong cái giai đoạn còn cái mối quan hệ về kinh tế, về ngoại giao, về chính trị, thì Bắc Kinh đã tung hàng loạt tất cả những cái chiến dịch để đánh cắp được cái gì hay cái đó. Bao gồm luôn cả những cái bí mật về thương mại. Thì quý vị, bây giờ quý vị thấy Trung Quốc khoe khoang là họ đang có cái hệ thống xe điện
cả chục công ty xe điện ở Trung Quốc đang xuất cảng qua nhiều thị trường. Ngoại trừ thị trường Hoa Kỳ ra, Úc và châu Âu nhập cảng thị trường xe của Trung Quốc nhiều nước. Nhất là công ty BYD. Công ty này có sự đầu tư của ông Warren Buffett đó. Một tài phiệt của Mỹ đó. Thì quý vị, những kỹ thuật xe điện này Trung Quốc lấy từ đâu ra? Cũng là ăn cắp. Cũng là ăn cắp từ cái ý tưởng của phía Hoa Kỳ. Và ăn cắp cái nền tảng code, tức là cái mã số đó, từ phía Hoa Kỳ, rồi từ đó họ mới phát triển ra cái hệ thống xe điện riêng của họ. Do đó tôi nói rằng là cái cốt lõi câu chuyện là Trung Quốc vẫn ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ và Tây Phương để mà phát triển kinh tế và đồng thời phát triển cái mạng lưới quân sự của họ. Trong khi đó thì quý vị thấy mấy ngày nay, chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu áp lực các đồng minh và đối tác là giảm bớt việc xuất cảng semiconductor vào thị trường Hoa Kỳ, vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là công ty của Hòa Lan, công ty mà có một cái hệ thống sản xuất, cái hệ thống máy sản xuất về semiconductor. Họ có cái tia tử ngoại, tức là ultraviolet, là một trong những cái công cụ quan trọng nhất để mà sản xuất semiconductor, tức là sản xuất chip điện tử. Thì quý vị, lý do là bởi vì họ thấy được Trung Quốc muốn phát triển và nâng cấp kỹ thuật về quân sự của họ, nhưng hầu hết đều lệ thuộc vào cái nền kỹ thuật của Hoa Kỳ. Do đó, chính quyền của Joe Biden và Hoa Kỳ bắt đầu áp lực các quốc gia đồng minh và đối tác không cung cấp nữa. Đây là cái xu thế cho thấy là dần dần Hoa Kỳ tách rời khỏi Trung Quốc từng bước một. Và việc tách rời này nó có thể tốn khoảng một thập niên, hai thập niên. Tức là tách rời toàn diện luôn. Trong đó bao gồm đầu tiên là quan hệ kinh tế. Thứ nhì là quan hệ ngoại giao. Thứ ba, quan hệ chính trị. Và thứ tư là quan hệ quân sự. Thì quý vị, quân sự thì coi như là đã đối lập nhau rồi. Về kinh tế thì dần dần, tại vì trong 30 năm qua, nhiều công ty Hoa Kỳ đã chạy qua Trung Quốc mở công ty và mở chi nhánh. Thì bây giờ rút ra không thể một sớm một chiều được, mà phải từng bước một, từ cái hành lang pháp lý cho tới bắt đầu tạo thành những cái luật lệ buộc các công ty Hoa Kỳ phải tuân thủ. Thì lúc đó các công ty cũng phải có thời gian để rút ra khỏi Trung Quốc. Tại vì đây là cái xu thế tách rời. Và Bắc Kinh nhìn thấy điều này. Do đó, trước khi bị tách rời hoàn toàn ra khỏi Hoa Kỳ, họ ăn cắp bao nhiêu được bấy nhiêu. Chưa kể là cái mạng lưới du học sinh và cái mạng lưới gọi là nghiên cứu gia của họ trong mấy năm nay đã bị cản trở. Quý vị thấy là Trung Quốc tức giận khi mà 10 du học sinh tới cửa phi trường của Hoa Kỳ, 8 đứa bị đuổi về. 10 đứa du học sinh của Trung Quốc khi tới cái phi trường của Hoa Kỳ đó, 8 đứa đã bị đuổi về rồi. Mặc dù họ có chiếu kháng được cấp visa ở tại Trung Quốc rồi đó. Là bởi vì phía của Hoa Kỳ rất nghi ngờ về cái thái độ của các du học sinh. Có những kẻ bị ép buộc, có những kẻ tình nguyện làm gián điệp cho Trung Quốc. Thì quý vị, cái cửa này không xong rồi. Thì bây giờ họ chơi cửa khác. Tức là cái biên giới của Hoa Kỳ. Cái biên giới ở San Diego. Trong mấy tháng qua, lúc nào cũng có các cái công dân của Trung Quốc xâm nhập một cách bất hợp pháp. Và những công dân này đều là những người trẻ nằm trong tuổi đi quân sự. Có nghĩa là câu hỏi chúng ta đặt ra, những kẻ này có phải là quân đội của Trung Quốc hay không? Tức là lực lượng PLA trà trộn vào những cái người đi tìm tự do và đi tìm cuộc sống mới ở tại Trung Mỹ và Nam Mỹ để mà xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Và khi xâm nhập vào, họ có sẵn cái mạng lưới ở đây bảo trợ cho họ ra. Và khi bảo trợ cho họ ra, họ bắt đầu xin việc làm ở những cái hạ tầng cơ sở về điện, nước, ga của Hoa Kỳ. Là một nhân viên quèn thôi. Nhưng mà họ sẽ hành động một khi cần thiết. Nếu như mà Trung Quốc và Hoa Kỳ có xung đột quân sự, thì cái vai trò của những kẻ này sẽ được bộc lộ ra. Thì quý vị, đây là cái trò thao túng của Trung Quốc ở trong cái xã hội tự do của Hoa Kỳ. Và bây giờ nó báo động, quý vị thấy là 37.000 công dân Trung Quốc đã xâm nhập vào biên giới từ năm 2023 qua tới năm 2024. So với con số trước đó năm 2022-21 và trở về trước đó đó quý vị, nó chỉ có 1.000 mấy người, nhiều khi có vài trăm người Trung Quốc thôi, không nhiều. Mà con số này tăng lên tới gấp mấy trăm phần trăm, tức là 37.000 người xâm nhập vào cái biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Tức là bây giờ cái cửa mà nhập cảnh chính thức qua cái đường phi trường đó của du học sinh đó đã bị chặn.
thì bây giờ họ chơi cái trò gọi là xâm nhập bất hợp pháp. Thì quý vị, đây là cái chiến dịch toàn diện của Bắc Kinh. Mục đích của chiến dịch này là lấy tất cả những cái gì cần thiết của họ đối với Hoa Kỳ trước khi đôi bên tách rời nhau. Và thứ hai, họ gài đặt tất cả gián điệp vào trong tất cả những cái xã hội Hoa Kỳ, chờ thời. Đến lúc mà lỡ như Hoa Kỳ và Trung Quốc đụng độ ở Á Châu Thái Bình Dương, thì những tên gián điệp này nó sẽ ra mặt hoạt động, nó khủng bố, nó phá hoại và nó kích động đám đông. Đây là nhiệm vụ của những tên gián điệp của Trung Quốc đang núp ở Hoa Kỳ. Do đó tại sao mà quý vị thấy FBI nè, cơ quan tình báo CIA nè, rồi cơ quan tình báo quốc gia nè, rồi NSA tức là cơ quan an ninh quốc gia nè, đồng loạt báo động sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đây được xem là một trong những cái mà chúng ta thấy được tình trạng đe dọa này càng lúc càng nguy hiểm. Và cái chính sách của Joe Biden bây giờ càng gây nguy hiểm hơn cho đất nước Hoa Kỳ. Thứ nhất là mở rộng biên giới. Thứ hai, vì cái nhu cầu khí hậu toàn cầu, ông ta đã mềm dẻo với Trung Quốc và nhượng bộ một số điều kiện với Trung Quốc. Thì quý vị, đây chính là một cái cửa ông ta mở ra cho Cộng sản Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng và hoạt động ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích cho thấy là Trung Quốc trước khi bị tách rời ra khỏi Hoa Kỳ, họ đã maximum, tức là họ đã tung hoạt động tối đa từ hacker cho tới hoạt động gián điệp con người và kể cả đánh cắp tất cả những cái bí mật thương mại và bí mật quốc phòng của Hoa Kỳ trước khi mà họ bị tách rời khỏi Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này và hy vọng cái bài nói chuyện này cho quý vị thấy toàn bộ bức tranh mà Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách phân hóa, lũng đoạn và hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ như thế nào. Cảm ơn tất cả khán giả và Phong sẽ gặp lại tất cả khán giả trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin khán giả nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!